Kính thưa tất cả quý vị, một lần nữa xin được chào đón tất cả quý vị đến với lại Trí Tà Channel và cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn một người bạn của chúng tôi là anh Tyler Diệp. Anh là cựu dân biểu từ bang California. Anh cũng đã giới thiệu channel của chúng tôi trên channel của anh. Anh Tyler Diệp cũng đã thành lập channel của mình là TD Channel trong hơn 3 tháng qua. Và được biết rằng anh cũng đã có rất nhiều người ủng hộ và hưởng ứng channel này. Xin cảm ơn anh Tyler Diệp. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta thấy được những ngày vừa qua đó, thì tại Thượng viện của Hoa Kỳ đó, đã có một số những vấn đề mà đã khiến cho một số thượng nghị sĩ đã không đồng ý, kể cả Dân Chủ và kể cả Cộng Hòa. Đó là những cái dự luật mà Tổng thống đưa ra đề nghị là mỗi gia đình cho cái đợt cứu trợ kỳ 2 này về đại dịch COVID-19 phải được 2.000 Mỹ Kim cho mỗi một người. Tuy nhiên, cách đây vài ngày thì Tổng thống cũng đã cố gắng làm việc với lại các nhà lập pháp tại Thượng viện cũng như Hạ viện, và cuối cùng Tổng thống đã ký để mà đồng ý chuẩn thuận cho mỗi một người tại Hoa Kỳ sẽ nhận lãnh 600 Mỹ Kim. Thì vào ngày hôm qua, được biết là vào chiều hôm qua, trưởng khối đa số tại Thượng viện, đó là Thượng nghị sĩ kỳ cựu là Mitch McConnell, ông đã đưa vào agenda trong những ngày sắp tới để đưa ra thảo luận, tức là ông đã đề nghị vào nghị trình là sẽ bàn thảo hai vấn đề khá là quan trọng. Đó là yêu cầu, vấn đề thứ nhất là theo yêu cầu của Tổng thống Trump về cái số tiền 2.000 Mỹ Kim cho mỗi cá nhân. Và cái vấn đề thứ hai đó là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thêm vào đó là ông sẽ đưa ra cái vấn đề là thành lập một ủy ban để mà xem xét cái vấn đề cái cuộc bầu cử vừa qua có gian lận hay không. Và cũng như là ông cũng đưa vô cái điều khoản là cái điều khoản 230 theo cái sự yêu cầu của Tổng thống Trump. Thì kính thưa tất cả quý vị, cái điều khoản 230 là một cái luật để mà cho các công ty trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter bảo vệ cái nội dung của chính họ. Tại sao Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đưa cái vấn đề này ra trong những ngày sắp tới? Bởi vì trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump, ông đã bày tỏ cho biết rằng một số những trang mạng xã hội đã không có công bằng khi mà đưa những tin tức về bầu cử cũng như đưa những quan điểm của Tổng thống qua các trang mạng xã hội. Và đặc biệt rằng trong những tháng vừa qua, Tổng thống đã không hài lòng với cái cách đưa tin của hệ thống Twitter. Chính vì vậy mà Tổng thống đã yêu cầu Thượng nghị sĩ McConnell, ông hiện tại đứng đầu khối đa số tại Thượng viện, và vào những ngày sắp tới chúng ta hãy chờ xem là Thượng viện sẽ bỏ phiếu thế nào. Được biết rằng trong những ngày vừa qua đó thì cũng có một số những thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đã đồng ý đề nghị của Tổng thống về vấn đề 2.000 Mỹ Kim cho mỗi một cá nhân. Và đặc biệt đó là hai thượng nghị sĩ tại tiểu bang Georgia sắp sửa tranh cử vào ngày 5 tháng Giêng sắp tới. Có nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa mà thôi. Thì vào 5 tháng Giêng á, thì tiểu bang Georgia sẽ có cuộc tranh cử của hai ghế thượng nghị sĩ ở cấp Thượng viện Hoa Kỳ. Đó là thượng nghị sĩ Kelly Loeffler cũng như là thượng nghị sĩ David Perdue. Đây là hai thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng Hòa, và ngày 5 tháng Giêng này phải ra tranh cử với lại hai thượng nghị sĩ, với lại hai ứng cử viên cho chức vụ này thuộc đảng Dân Chủ.
Thì cái luật của tiểu bang Georgia chúng tôi đã thưa từ trước đó, nếu mà ứng cử viên nào không có thắng được hơn 50% đó, thì hai cái ứng cử viên với cái số điểm cao nhất sẽ đi vào vòng 2. Thì ngày 5 tháng Giêng sẽ có một cái cuộc bầu cử khá là gay go tại tiểu bang Georgia, và đây là cái cuộc bầu cử mà tất cả 49 tiểu bang còn lại đang có trông đợi. Bởi vì chúng ta đều biết được hiện nay đó, ở tại Thượng viện, tính cho tới giờ phút này là 52 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa, 46 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ và 2 thượng nghị sĩ không ghi danh theo đảng phái, họ tự nhận họ là thượng nghị sĩ độc lập. Thực tế cho thấy rằng 2 thượng nghị sĩ độc lập này lúc nào họ cũng bỏ phiếu thuận theo phía Đảng Dân chủ. Thành ra chúng ta thấy được hiện nay đó, Cộng hòa xem như là có 52 ghế và Đảng Dân chủ có 48 ghế. Thì chúng tôi xin phép nói về thượng nghị sĩ của trưởng đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell. Đây là một thượng nghị sĩ có kinh nghiệm, một chính khách lão luyện, đã phục vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 1983. Tính cho tới năm nay đó, thì ông phục vụ tại Thượng viện là gần 4 thập niên, 37 năm. Được biết rằng 2 thập niên vừa qua thì khuynh hướng của Thượng nghị sĩ McConnell có chiều hướng nghiêng hẳn về cái khuynh hướng bảo thủ. Khi mà nói về Cộng hòa hay chúng ta nói về dân chủ đó, thì trong mỗi đảng cũng có 2 khuynh hướng riêng. Thí dụ Đảng Cộng hòa hay là Đảng Dân chủ đó, thì cũng có những thành phần thuộc về Đảng Cộng hòa trước, cũng có những thành phần thiên về bảo thủ, cũng có những thành phần trung dung. Có nghĩa rằng quan điểm của những dân cử trung dung đó thì họ không có hẳn là nghiêng hẳn về bảo thủ, họ sẽ tùy theo vấn đề mà họ bỏ phiếu. Họ cũng là Đảng Cộng hòa nhưng mà họ sẽ không có đi nghiêng hẳn về một cái chiều hướng là bảo thủ. 2 thập niên qua, trong hơn 2 thập niên qua, thì thượng nghị sĩ McConnell chiều hướng của ông hoàn toàn nghiêng hẳn về bảo thủ. Trước đây đó, thì khi mà ông khoảng chừng trước 20 năm trước đó, thì ông được xem là một thượng nghị sĩ có chiều hướng là trung dung. 2 thập niên qua ông đã trở nên bảo thủ. Và về hạ viện đó, thì người đứng đầu hạ viện không ai khác là dân biểu tại khu vực San Francisco, tức là miền Bắc của bang California, là bà Nancy Pelosi. 2 nhân vật này ở trên thượng viện là thượng nghị sĩ Mitch McConnell, cũng như dưới hạ viện là dân biểu Nancy Pelosi, được xem là kỳ phùng địch thủ. Kính thưa quý vị, tại sao chúng tôi dùng cái chữ là kỳ phùng địch thủ? Bởi vì thượng nghị sĩ McConnell bắt đầu cái sự nghiệp làm thượng nghị sĩ từ năm 1983. Dân biểu Nancy Pelosi bắt đầu sự nghiệp làm dân biểu từ năm 1987. Cả 2 vị này, một vị là dân chủ, một vị là cộng hòa, 2 vị này đều phục vụ qua 6 đời tổng thống, 2 thời tổng thống thuộc đảng dân chủ và 4 thời tổng thống thuộc đảng cộng hòa. Thành ra một vị là thượng nghị sĩ bên phía cộng hòa cũng gần 4 thập niên, một vị là đứng đầu cho hạ viện cũng phục vụ qua 6 đời tổng thống, tức là ba mươi mấy năm. Và 2 khuynh hướng của thượng nghị sĩ McConnell cũng như là dân biểu Pelosi được cho là hoàn toàn khác nhau, đối lập, bởi vì 2 đảng khác nhau. Nói về hạ viện đó, thì hiện nay hạ viện có 233 dân biểu thuộc đảng Dân chủ, 196 dân biểu thuộc đảng Cộng hòa và một dân biểu thuộc đảng Tự do, tức là Libertarian.
khi mà nói tới đảng tự do, tức là Libertarian Party, thì chúng tôi xin phép giải thích đảng tự do tại Hoa Kỳ có cái khuynh hướng gần giống như đảng Cộng Hòa. Thành ra cái người mà theo đảng tự do, tức là Libertarian đó, thì họ dễ gần gũi với đảng Cộng Hòa hơn là những đảng phái khác. Hiện nay tại Hạ viện có một dân biểu theo đảng tự do. Đảng tự do và đảng Cộng Hòa đó về những một số những chính sách đó, rất là giống nhau, tức là đề cao tự do cá nhân, không muốn có một chính phủ gồ ghề mà muốn một chính phủ phải thật là nhỏ gọn. Cái khác nhau giữa đảng Cộng Hòa và đảng tự do đó, tức là Republican với lại Libertarian đó, là đảng tự do đó thì họ thoáng hơn, họ cấp tiến hơn về các vấn đề xã hội. Thì chúng ta thấy các vấn đề xã hội thì những vấn đề gia đình hay những cái vấn đề liên quan tới cuộc sống xã hội đó, thì họ rất là cấp tiến, họ cấp tiến hơn là đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa thì về cái vấn đề mà xã hội cũng theo cái tư tưởng là bảo thủ. Tuy nhiên nếu mà nói về chính sách giữa cái người theo đảng tự do và người theo đảng Cộng Hòa thì chính sách tương đối là gần gũi hơn những đảng phái khác. Thì nói về dân biểu Nancy Pelosi đó, thì bà đây là lần thứ hai bà làm chủ tịch Hạ viện, tức là từ năm ngoái cho đến hiện tại. Lần đầu tiên bà làm chức vụ chủ tịch Hạ viện là từ năm 2007 cho tới 2011. Và sau đó đó thì đảng Cộng Hòa đã thắng tại Hạ viện cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama. Và sau đó thì chúng ta biết là dân biểu Paul Ryan, ông đã làm chủ tịch Hạ viện lúc đó là dưới sự kiểm soát của đảng Cộng Hòa. Và hiện nay đó thì theo những giới quan sát về chính trị cho biết rằng bà muốn tỏ ý là bà làm thêm một nhiệm kỳ nữa về chức vụ chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên lần này sẽ khó khăn với bà vô cùng, bởi vì bà Nancy Pelosi không hẳn là nghiêng về phía đường hướng xã hội chủ nghĩa, mà bà trước đây đó bà có vẻ tương đối là trung dung. Sau cái cuộc bầu cử 2018 đó, thì tại Hạ viện có khoảng chừng gần 30 dân biểu trẻ tuổi thuộc đảng Dân Chủ, và họ đã có cái chiều hướng thiên về xã hội chủ nghĩa. Và đây là những thành phần mà đã tạo khó khăn cho bà Pelosi, đã muốn bà đưa ra những cái chính sách nghiêng hẳn về đường hướng xã hội chủ nghĩa. Thành ra bà đang gặp rất nhiều những thử thách. Và cái chiều hướng của bà trong 2 năm qua đó, bà cũng phải nhiều lần chiều theo cái thành phần có đường hướng thiên về xã hội chủ nghĩa. Đó là cái thử thách của bà. Không biết rằng hiện nay đó, với cái số phiếu của đảng Dân Chủ là 233 phiếu tại Hạ viện, không biết rằng có đồng ý bà có chiếm được đa số cái số phiếu này để bà tiếp tục giữ cái ngôi vị là chủ tịch Hạ viện hay không, thì chúng ta phải đợi những ngày kế tiếp. Thì tại sao chúng tôi xin thưa là cái hai nhân vật thượng nghị sĩ McConnell và bà Pelosi được xem là kỳ phùng địch thủ, bởi vì hai nhân vật này đã ở trong chính trường của Hoa Kỳ 30 mấy cho tới gần 40 năm. Với cái chiều hướng của hai đảng phái hoàn toàn đối nghịch. Và trong những ngày sắp tới đó, thì cả bên phía Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, cũng như Hạ viện dưới sự lãnh đạo của bà Nancy Pelosi đó, thì có đồng ý hay là có tương nhượng những cái chính sách về vấn đề ngân sách, ở trong đó đó thì có vấn đề quốc phòng, hay là những cái đường hướng
thế nào để có thể đi đến một cái điểm, một cái mẫu số chung để mà có thể phát triển Hoa Kỳ, vẫn giữ vững Hoa Kỳ ở cái vị trí siêu cường hay không. Đây là điều mà thiết nghĩ rằng tất cả người dân tại Hoa Kỳ họ đang quan tâm. Thành ra cái cuộc bầu cử tại Georgia sắp tới đó, vào ngày 5 tháng Giêng đó, chúng ta sẽ thấy hầu như là 49 tiểu bang còn lại sẽ hướng về tiểu bang Georgia để xem đợi kết quả. Nếu mà một trong hai thượng nghị sĩ đương nhiệm tại tiểu bang Georgia hay là cả hai đều thắng đó, thì cái thế của Cộng hòa vẫn giữ được ở tại thượng viện, thì sẽ quân bình, cân bằng quyền lực ở tại lưỡng viện quốc hội. Hiện nay hạ viện đã kiểm soát với cái đa số dân biểu thuộc đảng dân chủ, thành ra rất là cần có một cái sự đại diện và đa số của đảng Cộng hòa tại thượng viện, thì những chính sách đưa ra hai phía mới ngồi xuống để mà tương nhượng, đưa ra một số những điểm bất đồng ý kiến để tranh luận thảo luận, từ đó đưa ra những cái chính sách thích hợp để mà có thể tiếp tục cái sự phát triển về kinh tế cũng như là giữ vững sức mạnh về quân sự cho Hoa Kỳ. Và cái việc mà thượng nghị sĩ McConnell đưa ra trong những ngày sắp tới, gồm cái yêu cầu của Tổng thống Trump cho 2.000 mỗi cá nhân trong cái số tiền viện trợ cho đại dịch vừa qua đó, cũng như là cái lật lại cái điều khoản 230, tức là sẽ cái điều khoản 230 chúng tôi đã thưa đó, là bảo vệ cái điều khoản cho phép những cái công ty trang mạng xã hội bảo vệ cái nội dung của họ. Và cái điều này Tổng thống cũng không có hài lòng, bởi vì trong thời gian vừa qua một số những cái trang mạng xã hội đã có đưa ra những cái tin tức mà theo Tổng thống cho biết là đã không có trung thực về những cái kết quả bầu cử, hay là về những cái chính sách mà thuộc đảng Cộng hòa. Thành ra là trong những ngày sắp tới, cái việc mà những cái hội thảo, những cái tranh luận ở trên thượng viện cũng như hạ viện sẽ là một cái tiêu đề để cho tất cả những giới từ kinh tế hay là từ chính trị sẽ bàn tới, bởi vì hai đảng Cộng hòa cũng như Dân chủ có một số những cái khác biệt về cái cách chi tiêu và ngân sách. Thành ra chúng ta đều biết được một ngân sách quốc gia đó mỗi năm phải được thông qua, thì chúng tôi xin phép thưa đó, những cơ hội này chúng tôi xin phép để mà giải thích vấn đề ngân sách quốc gia. Ngân sách quốc gia đi qua tất cả là 4 bước ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ. Thì cái bước thứ nhất đó là sẽ có một cái văn phòng lo về ngân sách hàng năm. Thì cái văn phòng này đó, họ phải có cái sự chuẩn bị về ngân sách. Có nghĩa rằng cái văn phòng này sẽ phải làm việc, văn phòng ngân sách quốc gia họ sẽ phải làm việc với tất cả các bộ ở liên bang để họ biết thu thập những cái chi tiêu cũng như những cái thu nhập của từng bộ. Và cái bước thứ hai đó thì Tổng thống sẽ đề nghị cái ngân sách hàng năm, và Tổng thống sẽ gửi cái ngân sách đề nghị này đến cho Quốc hội lưỡng viện. Và sau đó đó thì Quốc hội sẽ phải trả lời những cái đề nghị về ngân sách của Tổng thống trước ngày 30 tháng 6, hay là cái kỳ hạn là cái ngày 30 tháng 6 hàng năm, là các dân biểu hay các thượng nghị sĩ phải trả lời với lại Tổng thống về những cái đề nghị ngân sách của Tổng thống đưa ra. Và sau đó, sau khi mà Quốc hội gửi
trả lại hay là đưa ra những cái điều quan tâm hay những cái câu hỏi đối với ngân sách tổng thống đề nghị đó, thì sau đó tổng thống có 10 ngày để mà trả lời cho những cái thắc mắc, những cái quan tâm từ các dân biểu hay từ phía các thượng nghị sĩ. Và ngân sách phải được quốc hội chuẩn thuận vào đúng ngày 30 tháng 9 hàng năm. Thành ra cái ngân sách vào năm 2021 đó là đã được ngân sách, khi mà nói tới ngân sách hàng năm đó thì chúng ta phải nói rằng cái tháng 10 của năm nay cho đầu tháng 10 của năm nay cho tới cuối tháng 9 của năm tới, ngân sách của năm 2020 đó bắt đầu từ 1 tây tháng 10 năm 2019 cho tới 30 tây tháng 9 năm 2020. Đó là chúng ta mới gọi là ngân sách của năm 2020. Ngân sách hiện nay bước qua ngân sách 2021, tức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 và kéo tới 30 tháng 9 năm 2021. Nếu mà vào cuối tháng 9 hàng năm đó mà chúng ta không thấy mà phía Hạ viện, Thượng viện hay là văn phòng của Tòa Bạch Ốc đó, đồng ý đó, phía Tổng thống đồng ý đó, thì chúng ta đã thấy trong quá khứ đã có một số tình trạng xảy ra mà chúng ta hay gọi là đó là chính quyền phải shutdown, tức là cả phía Tòa Bạch Ốc hay là Quốc hội không có đồng ý về một số chi tiêu và ngân sách, không giải quyết được. Thành ra lúc đó đó thì chính phủ, lúc đó Tổng thống phải ký một cái khoản ngân sách tạm thời, tức là chi tiêu những cái việc mà bắt buộc phải chi tiêu như vấn đề quân đội hay vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho các vị cao niên hay an sinh xã hội. Đó là những cái mà ngân sách chi tiêu bắt buộc phải chi tiêu, còn những cái chi tiêu khác đó thì sẽ tạm thời hoãn lại. Đó là ngân sách hàng năm. Ngân sách năm tài khóa năm 2021 của Hoa Kỳ là 4.8 ngàn tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi dùng cái chữ ngàn tỷ, tức là 12 con số 0. 12 con số 0 là chúng ta gọi là ngàn tỷ. Thì ngân sách của Hoa Kỳ năm 2021, thưa quý vị, là 4.8 ngàn tỷ Mỹ Kim. Trong đó đó thì chúng tôi đã thưa khá nhiều lần, ngân sách quốc phòng lên tới 700 tỷ Mỹ Kim. Vẫn là quốc gia mà có cái ngân sách cao nhất về các chi tiêu của quốc phòng trên thế giới. Thì trở lại hai kỳ phùng địch thủ tại lưỡng viện quốc hội là thượng nghị sĩ McConnell cũng như là chủ tịch hạ viện bà Pelosi đó, thì hiện nay đó thì phía của đảng dân chủ đó thì họ muốn ủng hộ tổng thống về cái dự luật là 2.000 Mỹ Kim cho mỗi một cá nhân. Thì phía dân chủ họ đang thúc đẩy cái việc này, và phải nói rằng ông McConnell đó, đây là một chính khách rất là lão luyện. Chúng ta thấy đó là ông ta đã từng đưa ra cách đây vài tuần, ông ta đã từng đưa ra lời chúc mừng cựu phó tổng thống Biden cho cái kết quả tạm thời cuộc bầu tổng thống vừa qua. Và sau đó đó thì ông ta bị áp lực khá nhiều từ phía tổng thống cho tới một số thượng nghị sĩ ở trong đảng Cộng hòa, cũng như là chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều người theo đảng Cộng hòa đã phản đối khi mà ông đưa ra lời chúc mừng này cách đây vài tuần. Và cũng cách đây hơn một tuần thì ông cũng cho biết rằng ông cũng không có đồng ý với cái đề nghị của tổng thống là yêu cầu là mỗi một cá nhân tại Mỹ phải được giúp đỡ 2.000 Mỹ Kim.
Tuy nhiên, chiều hôm qua thì ông đã cho biết ông sẽ đưa cái việc này để mà ra thảo luận tại Thượng viện. Điều này cho thấy rằng ông cũng đã bị khá nhiều áp lực từ phía Tòa Bạch Ốc, cũng như là rất nhiều những người theo đảng Cộng Hòa đã đưa ra những cái lời đề nghị rằng ông phải tỏ ra ủng hộ những chính sách cũng như đề nghị từ phía Tổng thống đưa ra. Kính thưa quý vị, và cái lý do mà Thượng nghị sĩ Mitch McConnell ông đưa cái vấn đề, cái hai yêu cầu của Tổng thống là nâng cái số tiền giúp cho người dân Hoa Kỳ lên tới 2.000 Mỹ Kim cho mỗi một cá nhân, cũng như là cũng đưa yêu cầu là thành lập một ủy ban để mà xem xét cái việc gian lận bầu cử trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua, cũng như là cũng là yêu cầu của Tổng thống là lật ngược lại cái luật 230, là cái luật là sẽ chính quyền sẽ kiểm soát nội dung của các công ty, các trang mạng xã hội như là Facebook hay là Twitter. Thành ra cái điều này cho thấy rằng Thượng nghị sĩ McConnell cũng khá là tính toán. Ông một mặt không muốn làm buồn lòng Tổng thống, tức là ông muốn gần như là muốn một cái sự thỏa hiệp bên ngoài với lại Tổng thống. Bởi vì trong thời gian vừa qua đó thì những lời phát biểu của ông cũng đã khiến cho Tổng thống không vui. Và khi mà ông theo những yêu cầu này để đưa ra, và ông cũng cho biết rằng ông sẽ có thể, ông cũng chưa biết ý định bỏ phiếu của ông về những cái điều mà ông sẽ đưa ra tại Thượng viện trong thời gian sắp tới. Và mặt khác đó, thì ông cũng sẽ tạo trở ngại cho phía đảng Dân Chủ. Và chúng ta đều biết được, phía đảng Dân Chủ thì họ không có muốn cái việc mà cái đề nghị mà thay đổi hay lật ngược lại cái luật 230, cũng như họ không có muốn là sẽ thành lập ra một cái ủy ban để mà xem xét cái việc gian lận bầu cử. Thành ra đây là một cái sự tính toán của Thượng nghị sĩ McConnell. Thì không biết rằng khi mà đưa ra Thượng viện để mà thảo luận đó, thì sẽ có bao nhiêu Thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu theo những đề nghị này của Tổng thống. Và về phía Hạ viện đó, thì trong những ngày sắp tới, chúng ta cũng phải đợi xem phản ứng của Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi thế nào. Bởi vì đây là hai chính khách lão luyện và đầy kinh nghiệm, và họ có sự tính toán. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta thật sự chúng ta cũng không biết được khi mà đưa ra Thượng viện á, thì sẽ có bao nhiêu Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa bỏ phiếu. Hai Thượng nghị sĩ đương nhiệm tại tiểu bang Georgia đó, thì họ đã cho biết rằng họ sẽ bỏ phiếu theo đề nghị của Tổng thống. Và về phía đảng Dân Chủ tại Thượng viện đó, họ chỉ cần có chừng mười mấy, hay là có thể là mười mấy, hay là 20 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đồng ý việc này, thì cái chính sách này sẽ được thông qua. Tức là mỗi một cá nhân tại Hoa Kỳ sẽ được hưởng 2.000 Mỹ Kim. Về phía Hạ viện đó, thì Hạ viện họ đã đủ phiếu rồi, họ đã đồng ý cái đề nghị của Tổng thống. Thì khi mà chúng ta thấy được các dân biểu của phía đảng Dân Chủ họ đưa ra đó, họ đồng ý cái đề nghị này đó, là cái sự tính toán của cả hai đảng. Khi mà về những cái chi tiêu và ngân sách, hay là để mà đưa ra những cái chính sách để mà giúp đỡ cho người dân đó, thì cả hai đảng họ sẽ tính toán. Họ tính toán và họ nhắm tới cái cuộc bầu cử tại tiểu bang Georgia. Tức là Tổng thống đề nghị là chính phủ liên bang phải trợ giúp 2.000 Mỹ Kim cho mỗi cá nhân. Và cái cuộc bầu cử liên bang, bầu cử tại tiểu bang Georgia cho cái chức vụ thượng nghị sĩ đó, chỉ còn có vài ngày nữa, tức là ngày 5 tháng Giêng là đến rồi. Thành ra cả hai đảng, cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, họ đang có tranh thủ để mà được cái sự ủng hộ của người dân. Thành ra chính vì vậy, về phía đảng Dân Chủ đó,
họ có lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ công khai rằng họ ủng hộ cái quyết định của tổng thống, và họ ủng hộ cái quyết định của tổng thống để mà họ muốn chứng tỏ rằng họ đồng ý làm việc với đảng Cộng Hòa. Thành ra cái việc này đã khiến cho Thượng nghị sĩ McConnell, ông cũng phải đưa ra để mà thảo luận tại Thượng viện. Còn cái việc bỏ phiếu tại Thượng viện có bao nhiêu phiếu thuộc đảng Cộng Hòa thì tới giờ này chúng ta chưa biết. Tuy nhiên, cái điều mà chúng ta đều thấy khá rõ đó là cả hai đảng họ đang có tính toán. Họ đang có tính toán là phía đảng Dân Chủ bên Hạ viện cũng như phía đảng Cộng Hòa bên Thượng viện, họ đang có xem, coi tất cả những cái quyết định của họ về cái đề nghị của Tổng thống đối với cái ngân sách về đại dịch giúp cho người dân Hoa Kỳ cũng như là giúp cho các công ty tại Hoa Kỳ đó sẽ được hưởng ứng thế nào, là sẽ nhắm vào cái cuộc bầu cử tại tiểu bang Georgia. Thành ra không biết trong những ngày sắp tới Thượng nghị sĩ McConnell sẽ chiến hay hòa với lại Chủ tịch Hạ viện là bà Pelosi tại Hạ viện, và hòa, nên hòa hay nên chiến, đây là cũng là một cái sự tính toán cho hai đảng để mà họ xem có bên nào có giữ được ưu thế về quyền lực hay không. Tại vì hai ghế tại tiểu bang Georgia trong ngày 5 tháng Giêng sắp tới đó, sẽ là quyết định tương lai vận mệnh của Hoa Kỳ. Nếu mà đảng Cộng Hòa vẫn giữ được từ 1 tới 2 ghế Cộng Hòa tại Thượng viện đó, thì quyền lực sẽ được cân bằng. Nếu mà đảng Dân Chủ, mà nếu mà họ có kết quả gì khác hơn đó, thì chúng ta sẽ thấy đó, nếu mà đảng Dân Chủ kiểm soát hết đó, cả lưỡng viện Quốc hội đó, thì đây là một cái điều vô cùng đáng lo ngại. Chúng tôi rất là hy vọng là tiểu bang Georgia sẽ giữ được 2 ghế cho đảng Cộng Hòa. Thì lúc đó đó, tất cả mọi chính sách nếu mà đảng Dân Chủ đưa ra, họ sẽ phải tương nhượng với Thượng viện của đảng Cộng Hòa để mà cho cái cán cân quyền lực tương đối được cân bằng hơn là nếu mà một đảng như là những đường hướng của đảng Dân Chủ đó sẽ ảnh hưởng hết cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Đó là những thông tin mà chúng tôi xin phép để gửi đến cho tất cả quý vị về hai kỳ phùng địch thủ, hai đảng khác nhau. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell là đứng đầu của khối đa số Cộng Hòa tại Thượng viện, cũng như là Chủ tịch Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, nắm đa số khối Dân Chủ tại Hạ viện. Hai vị này sẽ hòa hay chiến trong năm 2021. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị, và xin hẹn tất cả quý vị vào chương trình kế tiếp.